một tuần trước đây để tình hình sớm được cải thiện. Và ở đây thì nó là một cậu phương tiện đổ về cao thời điểm này cho nên mình nghe cảm thấy hơi hong, chứ không phải là sự cố tình hình cả. Còn đúng lộ lĩnh cho các cái lĩnh phí thời điểm này mình phương tiện không trong cái phương tiện có thể đưa con nhóm vàng thì qua đây quốc lộ 13 đến 14 xe 15 như công trình cũ. Ở đây lộ lĩnh các cái tập đoàn thì đang có lượng phương tiện đông cả phía dưới. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái khu vực khác công ty cũng xin được cập nhật đến quý vị như là những cái cảnh như các cái lĩnh phí thời điểm này như thế này. Thank you.
đang vướng bằng cầu lớn huyện Hóc Môn đang có tình hình giao thông ổn định cả hai hướng. Cho nên là nếu quý vị khán giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua khu vực này thì cũng có thể yên tâm nhé. Và trước đó thì mình ghi nhớ là có một khán giả trên fanpage đơn vị giao thông khu vực phía Nam thì cũng cần hỗ trợ diễn biến giao thông ngay tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa từ đoạn qua cầu lớn huyện Hóc Môn, đó cụ thể là trên nhà Chiến Hồ. Vậy là bạn có thể yên tâm nếu như mình có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này, bởi vì chúng tôi được cập nhật là lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn bác tài có số thứ là 866 cho biết là hai chút cần tính lên trung đoạn của mấy số cây bản như là tay đã xảy ra chết máy gây cản trở giao thông xe đông xin nhận lại có sự cố xe tải chết máy gây cản trở giao thông ngay tại đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn km số 23 hướng đi miền Tây, xe đông di chuyển được, cho nên là người tham gia giao thông cần lưu ý khi mà có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này. Và thời điểm này thì quan sát từ hệ thống camera có thể thấy rằng là nội đô thành phố Hồ Chí Minh hầu hết các tuyến đường trọng điểm lượng phương tiện đang đông dần lên, các phương tiện cũng bắt đầu di chuyển có đôi chút khó khăn rồi. Ví dụ như một số khu vực như là đường Bộ Đỉnh và các phương tiện xí, khu vực tiếp theo đó là khu vực nút giao Hàng Xanh và khu vực Hàng Từ và các phương tiện Hưng Đạo. Khán giả ai thì tôi biết rằng người dân mà đã đến từ đường xe tổng 11 đến tăng cảnh nhà xe đi tỉnh Đồng Nai cũng có nhiều chuyến xe đông di chuyển chậm. Bên phía nước ngoài là khu vực Bộ Đỉnh mà đến từ đường xe tổng 11 đến tăng cảnh nhà xe đi tỉnh Đồng Nai. Thank you.
ngày quyết định hủy giải lái xe tắc vì không được chính phủ chấp thuận. Tiền đạo Luis Suarez đã được xác nhận mắc Covid-19 khi đang hội quân cùng cầu thủ Uruguay và đang tập trung đội tuyển quốc gia. Tiền đạo sinh năm 1987 đã chia sẻ sức khỏe của anh vẫn ổn định, không có biểu hiện của bệnh và đã được